quay RSX nồi chạy lâu ngày rồi. Ủa nồi mới mở lần đầu không á? Nồi mới mở lần đầu luôn anh em. Nồi gì nó có 4 tép thôi, mình lên 5 tép. Nồi này nó tuột rồi, chạy lâu. Ủa cái xe này đợi nhiêu ta? 28 rồi, 27 rồi, 27, 14, 5 rồi. Khá là bền luôn. Ủa cái hàng chuông mà nó không biết mình. Giờ mình sẽ mở ra và làm hết ha. Ra thời có bồ, hình xét rồi. Ok, đây chiếc quay RSX thì sau khi mình làm nồi lại xong làm thay cái bố cái sắt nó so rồi. Của bà càng là 5 tép nha, 1, 2, 3, 4, 5, nó dày hơn, dài hơn thì cái đồ bắt nó bắt cho chuồng tốt hơn, nó lại nó bốc hơn ha. Nồi viên nó thì nó tuột rồi, nó không ngon nữa, chứ làm chuồng heo lại hết rồi, xin cái lục nhớt này luôn. Chung là làm rồi nó rất là bốc và nhẹ, cắt con hoàn hảo. Xong rồi mình lắp vô và mình quay cho anh em xem nó khác biệt ha. Nó bị nứt cái combo rồi mà chủ xe anh gấp quá, anh về không có hàng, không có kìa, nó xì bẹp bẹp quá nên là mình làm nồi thôi. Nãy đến thay cổ mà không kịp, anh có một chuyện anh về rồi. Ok, nồi nhẹ bốc ha. Đây xong cô ngoài em bên đây không. Em ơi, vô bảo đi mua lá bố mày bảo. Ờ trầm quá ông rồi.